cả nhà mình nha. Hôm nay quay phim nó lướt TikTok, nó gặp cái gì cái món mà cá bóng kho tép mỡ chấm rau luộc, nó bắt mình phải làm rồi cả nhà. Bây giờ mình làm cái món cá bóng kho tép mỡ chấm rau luộc ăn cơm buổi chiều cả nhà. Mời cả nhà mình cùng theo dõi, mình cùng làm rồi đó là cùng ăn cơm buổi chiều nha cả nhà. Giờ mình giờ mình cháy tỏi với củ hành cho cả nhà. Rồi này, kho cái món này cho thằng Kim ăn để nó ướt tích tốt, không thấy cái nó thèm. To rồi mình sẽ luộc rau chấm rồi đây. Cho miếng hành lá vô nó thơm luôn. Bây giờ hành bình phi nó cũng ngả màu, mình cho cá vô trộn cho nó thấm cả nhà. Mua được mới cá bóng nhỏ ngon quá. Bây giờ đã thấm thơm, mình bật lửa cho ướp nước màu vô. Nước màu cả nhà nè. Vô đường ngọt tiêu cà no rồi cho vô. Thơm quá. Đặc biệt mình cho thì miếng ớt. Rồi này, hồi chấm rau luộc ăn hết là cơm nha thằng Quý Phi. Cho nó săn con cá lại đi. Con cá lưỡi trâu nè. Món nhỏ này rất là ngon. Cá này cá chắc ta hớt cái gì. Mặn cũng cực đúng không? Cá này. Giờ sôi nó thấm như vậy mình cho chút cái mắm vô. Quá ngọt. Nhựa không? Nó lên nhựa luôn kìa. Lửa nhiều cho nó thấm luôn. Ăn hết rồi cơm luôn nha quý vị. Cá này kho rất là mau chín nha cả nhà. Bông nó nhỏ nè. Kho cho nó có nhựa sền sệt. Tí mình ăn cặp với rau luộc rất là ngon. Sạch thì cái nhà mình cho vô vài trái ớt cay, cho vô hồi quay phim nó chấm cặp với rau, nó không để ý nó ăn, nó cay thấy tía nó luôn. Vô vài đất xanh cho vô tép mỡ nha. Tép mỡ cả nhà luôn. Quá ngon, bay lên mùi thơm chịu không nổi, quá đã. Nó khô quẹt nứt nở không? Thằng bởi vì nó thèm. Một hai nó đòi ăn cho bằng được bữa nay đó cả nhà. Lá vô cái nữa xong. Ngon. Ở đây là mấy con tôm cay này nha. Rồi cái chảo cá bóng kho khô quẹt với tép mỡ mình cũng đã hoàn thành nha cả nhà. Mình đã kho cá bóng kho tép mỡ xong rồi cả nhà, giờ mình luộc rau nha. Để mình ăn chấm với cá bóng khô tiêu đó. Rồi mình cho chảo lên, cho muối với bột ngọt vào để mình luộc rau. Giờ nước cũng đã sôi rồi cả nhà ơi. Mình cho bầu vào luộc trước ơi. Mình mua cái bầu nhỏ nè, củ qua, cà rốt, mình hái mới rau vườn, đậu bắp, rau sạch nha cả nhà. Để luộc mình bỏ miếng muối ngọt vào đây cho nó thấm, nó trong đẹp. Giờ mình luộc củ trước rồi quay lên mình hãy luộc rau. Củ nó chậm chín hơn. Tép mỡ mình cũng đã xong, rau thập cẩm luộc cũng đã xong rồi. Giờ mời cả nhà mình cùng dùng nha. Mời mọi người nha. Dùng buổi chiều cả nhà ơi. Ăn cơm luôn mọi người ơi. Mình phái rau ngổ này lắm. Bởi vì nó không thích ăn rau ngổ thì mình cơm ăn ngon. Mọi người dùng mình miếng củ cải đỏ nha. Mà chưa quạt TikTok gặp hẹp quá, đang à, làm điện kêu cũng về, kêu cũng làm cơm chiều sẵn quay luôn mọi người ơi. Nè, có cá đó, tôm luôn. Ngon, quá ngon, mỡ thơm với ngọt, với cá ngon ha. Này thiếu đầu rồng ta, đầu rồng trống á hả? Đầu rồng trống trong nhà. Bạn vô nhà chỗ bếp lấy giùm mình mới đậu gồng mà. Mình có chuẩn bị mà quên tiêu các bạn ơi. Ăn thử miếng tép mỡ, đặc biệt là tép mỡ nè. Mình chưa gặp nó làm đổ tép mỡ vô quá thì ngon. Ngon. Mời các bạn nha. Mình quán ăn tôm này nè cả nhà. Tôm biển cay ngon, tôm trắng ngon quá. Ngon. Ăn theo quay phim này cũng ngon cả nhà. Mời các bạn dùng bầu với mình nha. Tự nhiên giấc trưa cái điện mình kêu chiều làm cái món cá bóng kho tép mỡ ăn với rau luộc. Mình nói trời ơi, món này nó ăn mà tự nhiên mà ăn thấy ngon. Đậu gầm á các bạn. Gần chấm vào đây nè, cái mỡ cái nó béo ha, ngon. Biết cái này ăn gì ngon nữa không? Này mà có cơm cháy á, cơm cháy ăn với hồi bạc ngon mà. Hồi trưa con coi là ăn cơm cháy, sáng cơm cháy hả? Tủ sáng luôn không? Cơm cháy nó nấu kiểu như là cơm, nó nấu cơm củi nó thử lên á, nấu đó nấu lò củi. Nấu lò củi đúng rồi. Đậu gần ăn ngọt quá cả nhà. Ăn con tôm đi. Tôm này nha các bạn. Tôm cay. Đây con tôm. Người nhựa luôn. Mời ổng bè bạn ơi. Đậu gần quá trời ngon. Ổ gồng nhà các bạn, quá ngon. Đồ bắp, đồ bắp ở nhà. Đặt cái đắp mỡ với cá là ngon. Các bạn ơi, mình ăn cay dở lắm, bởi mình có tôm đỏ đưa ông ăn không các bạn ơi. Tôm cay ngon quá đã, ăn đổ mồ hôi luôn. Ăn được cái đắp mỡ béo không? Ăn miếng qua ngon à. Có ớt xanh đó mọi người ơi. Hàng gì ăn dính trái ớt cài không chết ra né, ớt đỏ dính ớt xanh. Đã nói rồi mày cố tình phải cho mày nó ăn trái ớt mà. Cay mà cay đắng luôn á. Còn ngổ rất ngọt. Bữa hả ăn hút liếu mình thua á, trồng cà phê mấy bạn. Bữa nay mình cũng gấp lũ hết ăn. Chỉ thèm cô quẹt thì kêu không làm có cô quẹt thôi. Có liều phê với lùng phở mà than kiếm gỡ không? Không rồi kiếm gỡ ăn hết không? Không ăn được gói ăn chúng với khăn xỉu. Rồi thằng trái rồi đứng ra thằng trái rồi. Mời các bạn nha. Mua cay làm trái đi thử hơi nhẹ thôi, ngon lắm. Mắt mình hôm nay yếu quá các bạn ơi, bởi ăn củ cải đồ vô cho nó có vitamin gì đó, có cho đủ chắc cho sáng mắt. Sáng đã. Mắt ra con chút nhăn ra các bạn, quá ngon. Các bạn biết nguyên cái dĩa rau nè, cái gì là nó ngon nhất không, mà nó quý giá chứ không? Cọng rau muống nè các bạn, tự nhiên nguyên với rau lọt đâu vô được cọng rau muống. Nãy giờ hái dữ lắm nha, hái lắm còn ổn, có được 2 lọt rau muống. 2 lọt hả? 2 lọt. Mời tất cả các bạn nha. Quá ngon các bạn ơi. Tấp mỡ ăn nó giòn giòn, nó vô là nó giòn rồi, cặp chân cá nó béo quá ngon. Đây có khổ qua nữa các bạn, mình ăn miếng khổ qua cho khổ nó qua các bạn. Không cho qua khổ hả? Nó qua khổ. Cá bóng nó ngon, đúng rồi, cá bóng này còn tiêu là đúng bài luôn không? Đúng đen. Thôi hôm buổi chiều mình chắc đó bà chị nó bắt còn chứ khó kiếm lắm. Cái bóng con cát đâu rồi? cái con gì nè? À, con cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu đâu rồi? Đây nãy mình để ý đây, cá lưỡi trâu các bạn. Cho bằng cái bóng này được. Rồi các bạn ơi, ông Quang ăn dụng thì mất tiêu con cá lưỡi trâu các bạn ơi. Con cá lưỡi trâu nãy là đó, đây cá lưỡi trâu đây. Đó, đây là các bạn thấy không? Cá lưỡi trâu các bạn. Cá lưỡi trâu ngon. Không phải lưỡi trâu mình phải cá bóng ra nè, cả nhà ngon. Mặn mặn ngọt ngọt. Thịt heo của ớt, có tiêu đúng không? Tiêu. Ngon. Đặc biệt là củ hành nó thơm. Lá vô thơm rất là ngon. Cay cái nào mình ăn cũng được chứ các bạn, mà kêu cắn nhớ cắn không được. Ăn nó ngon, ăn cái gì phải có đủ cay nó mới ngon. À dạ, bột ớt ăn được mà cắn nhớ cắn không được. Không ấy nước gì mắm nọ tức ăn mì cay bữa cay. Trời ơi, cấp độ mấy. Hồi đó mì cay là ăn với với mấy quán biết mặt luôn. Có độ không biết, quan trọng có độ không? Có chứ. Giờ ăn độ à, ra mua về làm nhà luôn à. Còn mấy bữa nào mua 2 tô mì cay gấp độ 7 về. Giờ đó mua về nấu. Ừ, kêu làm 2 bọc gấp độ 7 đem về rồi ăn. Ai thua chạy vòng ruộng chơi không? À. Cá béo trời, chạy cho nó xuống. Ngon quá bạn ạ. Xin chào cả nhà mình nha. Mình xin tạm dừng video tại đây. Cả nhà mình video tiếp theo buổi chiều. Chúc cả nhà mình sức khỏe, vui vẻ, an lành. Rất mong cả nhà mình ủng hộ kênh của hai cha con mình nha. Nếu cả nhà mình thích thì nhớ để lại một like và đăng ký ủng hộ kênh nha. Tạm biệt.